pala americano. Thấy ghê chưa? Ghê chưa? Em biết là anh không còn chiêu nào nữa. Thôi xin mời anh về luôn. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm. To gan, bước chân tới đây không biết lựa lời mà nói. Cậu tưởng ba cái chiêu rẻ tiền này của cậu thì có thể làm cho tôi nao núng sao? Chỉ là một con chó ham ăn thôi mà, có cái gì đâu. Hết con chó ngu muội tới con chó ngu ngục, tới bây giờ con chó ngu ăn. Nó cũng là ngu thôi. Cậu không biết lựa một cái clip nào mà về tôn vinh con chó được sao? Chẳng lẽ cậu định giao những con chó ngu ngục ngu muội này cho Việt Thi sao? À, rất tiếc với anh là Việt Thi rất thích chó ngáo. Cái này, để tôi về tôi hỏi lại Việt Thi. Không thể nào mà tùy tiện em đường một chiều được. Đường yêu em không phải đường hai chiều. Được rồi, nếu như cậu không thích chó thông minh, cậu thích chó ngu, chó ngu, chó ngu, chó ngáo. Đụng phải tổ yến, gì mà tổ yến, đụng phải tổ kiến rồi đó cậu bé à. Được rồi, chó ngu đúng không? Chó ham ăn chứ gì. Xem đây, tiếp chiêu. Cũng thường thôi. Ủa, phản ứng bình thường của mấy con chó mà. Chó nào đó là thế. Em ơi, em kiếm một con chó tới đây em làm y như vậy. Mở cái nắp sữa chua mà nó chạy tới liền cho anh coi. Trời, anh không thấy điều đặc biệt ở clip của em à? Con chó nó đang ngủ mà. Ừ. Nó đang ngủ, nó... cái xúc, người ta lấy cái xúc xích ra, người ta đã chiên nướng cái gì đâu mà nó ngửi thấy nó dậy kìa. Không cần chiên nướng em ơi, nó không cần chiên nướng, mở ra là đã nghe mùi rồi, chó nó thính lắm em. Dạ thính, dạ con chó của anh chỉ biết bước từ ngoài vô, có cái gì đâu. Con chó, cái con chó mà trong clip của bạn Winner đây, thì con chó đó đang ở xuất hiện ở trong tình cảnh đó. Quăng cái miếng bánh ra thì nó thấy nó ngửi mùi thì nó chạy tới là chuyện bình thường. Trong thi clip của tôi, đỉnh cao đến cỡ nào, con chó không xuất hiện ở trong cái căn phòng đó. Chỉ cần chủ nhân rất nhẹ nhàng đặt cái khủ sữa chua lên đây, mở một cái rẹt ra, nó từ cái bụng nó phóng một cái dèo tới nó ăn. Em thấy cái nào hay hơn? Hay, tạm chấp nhận được. Nguy biệt. Chấp nhận thì kêu chấp nhận đi. Tạm tạm tạm. Coi như là anh hay đó. Nhưng mà để xem clip cuối của em anh còn chống trả được không? Để xem, để xem. Ý nhà ngươi nói đây là tuyệt chiêu cuối của nhà ngươi à? Thì nó là tuyệt chiêu cuối đó, nhưng mà không dễ ăn đâu. Được rồi, để ta xem. Thanh niên nhà ngươi, tuyệt chiêu cuối nhà ngươi có cái gì lợi hại? Hãy trình bày đi. Xin mời. Sao ăn bắp? Sao ăn? Tạm thời ta không nói gì thêm. Ta chỉ để ta chứng tỉnh lại tinh thần. Nói chung là em cũng nương tay nhẹ rồi. Em nương tay nhẹ à? Dạ. Em có thể nào đưa clip này lên trên sóng truyền hình được sao? Một clip vô cùng kinh dị. Em nghĩ đi, có khi nào mà lấy cái mũ mà quệt cái đầu con chó như vậy bao giờ đâu. Là còn ảnh hưởng tới tinh thần con chó đen ở đằng sau. Em coi đi, nó ảnh hưởng đến cỡ nào. Như vậy anh có thể kiện em ra tòa. Anh sai rồi, anh sai rồi. Nó chỉ là miếng bánh thôi mà. Nó quá đẹp đi, mà con chó nó ngu. Lại là chó ngu. Ừ, nó... Tại nhưng... sao cái chương trình này không bao giờ thoát khỏi được con chó ngu là sao? Nhưng mà em đang muốn nói là cái biểu cảm của nó, cái biểu cảm của nó quá là thân thái đi. À, thì được rồi, coi như tiệc chưa cuối của nhà ngươi có một chút gì đó lợi hại. Được rồi, đợi đó đi. Lục lại chi nhớ coi sao, có tập nào, có cái clip nào mà nó
kinh dị hơn thế nào ta. Chó ngu kinh dị. Được rồi. Trời đất ơi, nó mưu sát ta hả? Không hề, em có một làn gió thổi em qua đây. Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Nghe ngóng tình. Thôi được rồi, nha. Gió thổi chầm trước dàn người, ta biết người ta đầy hương thơm, cho nên làn gió thoáng qua toát lên mùi quyến rũ. Được rồi, không trách nhà người. Mà bây giờ clip. À có rồi, hãy xem ta tung tiệc chiêu cuối cùng đây. Ủa anh, có cái gì sai sai anh? Sai gì em? Có gì liên sai quan đâu? Người đâu anh? Hả? Đang nói chó ngáo mà. Chó ngáo? Ừ. Ủa em không thấy clip trong này chó nó ngáo hả? Không. Bởi vì không bao giờ hiểu được cái tâm ý, cái ý nghĩ sâu sắc của TikTok Master như bác được. Không thể nào suy nghĩ được. Rồi là sao anh này? Là nói sao này. Hả? Dạ. Nghe đây, con chó trong clip nó đang làm gì? Nó đang ngủ. Nó đang ngủ với ai? Ngủ với chủ. Ngủ với chủ? Chủ làm gì? Chủ chơi điện thoại. Chủ chơi điện thoại? Điện thoại nó làm sao? Nó rớt. Nó rớt? Dạ. Yeah. Nó rớt trúng ai? Nó rớt trúng nó. Trúng con chó. Rớt trúng yeah. con chó. Dạ yeah. Là nó hay giờ đó đó. Nó hay ở cái điện thoại rớt trúng con chó. Con chó nó làm sao? Con chó nó thức. Nó thức? Rồi nó làm thái độ gì? Ngạc nhiên chưa? Nó đang ngạc nhiên. Dạ. Em thấy nó dễ thương không? Nó cute baby sầu chương không? Nó được lòng việc thi không? Nó có hợp lý với em không hả? Chàng trai mang tên Winner. Hợp lý. Bởi vậy mang một cái ý kiến vào đây mà để so sánh với TikTok Master Bobop thì phải hỏi lại ý kiến việc thi tập sau có cho nhà ngươi đứng ở đây hay không? Chứ không phải là nơi tùy tiện mà muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Để coi, ngoài chủ đề thú cưng ra còn chủ đề gì không? Bóp đầy tiếp hết. Nói chung là ấy, hôm nay em nghĩ em với anh bất phân thắng bại rồi. Cái gì? Bất phân thắng bại đi. Bất phân thắng bại? Dạ. Ôi mẹ ơi, không biết là sao luôn á. Bất phân thắng bại đi em nói nghe. Không phải, ý anh không phải là không phải hiểu cái ý nghĩa đó em hiểu không? Dạ. Không phải hiểu cái ý nghĩa mà bất phân thắng bại là cái gì. Ý anh nghĩ là thiệt á. Em mê việc thi hả? Hả? Hỏi thiệt luôn á. Tâm sự này hỏi thiệt á. Trời ơi. Mê việc thi đúng không? Kỳ quá hả? Kỳ quá hả? Tán một cái liền, tán cái mặt lật ngược ở trong cái tấm giác liền á. Dạ. Mình lông thể muốn đụng là đụng đâu. Việc thi không thích đâu. Có một dấu bầm ở đây ha. Việc thi nó chém một cái, tao nói là đầu xếp lướt ở đây liền. Mày giỡn đâu. Căng quá. Thôi nói chung là trả lời câu hỏi đi. Thích việc thi đúng không? Thì không thì nói nhanh cho người ta biết chút xíu. Có thì nói có đi. Dài dòng văn tự. Bởi vậy việc thi ghét nhất là người dài dòng văn tự. Đâu có đâu anh. Chính cái việc thi là nó cũng dài dòng văn tự rồi. Mà anh thích. Anh thích là được. À
hiểu không? Sao nó hắc não của ta? Hắc não cái gì? Không có hắc não gì đây hết trơn á. Một con người IQ cao lúc nào cũng không bao giờ có sự hắc não. Nói cái hiểu liền. Dạ. Được rồi. Thì không trách được. Cậu bé Winner đây là dân mới vào, không so sánh được với Diền Thi được. Cho nên thì thôi, liệm tình tha thứ. Coi như là Huề đó, cho dù ai ai cũng biết bắp đây cao tay ấn hơn. Ai cũng biết mà. Chả qua là anh khoan dung độ lượng. Chắc hồi anh sẽ đi mét Diền Thi. Được rồi, coi như Huề. Nhưng mà tập này em đã chọn chủ đề rồi. Dạ. Thì tập sau đâu có chuyện lịch sử lặp lại lần thứ hai em lại chọn chủ đề tiếp đúng không em? Ok. Tập sau chính bò bắp TikTok Master này sẽ đưa ra chủ đề để cho người mới này tiếp chiêu. Để coi, mê thì mê nhưng mà phải có bản lĩnh nha em. Được rồi. Ok mọi người, sau khi đã xem xong màn gọi là cái màn mà thách đấu với tôi ở cái tập này đó thì thôi em à, để nhường tập sau đi. Thời lượng chương trình phát sóng đã hết rồi. Em canh màn nó dắt là em cười vậy đó hả? Hẹn em ở cuộc đại chiến vào tập sau. Và mọi người đừng quên chứng kiến cảnh ai thắng ai thua vào thứ hai và thứ sáu phát sóng trên kênh B336 Bền vào lúc 19 giờ. Nhớ đón xem ai thua nhá. Đi về. Tôi đi trước. Đường này. Bây giờ không biết không bao giờ thấy cái người không thông minh, cái đường đi mà không nhận thức được rồi nè. Em có phải là đàn ông không? Em chính xác là đàn ông. Đàn ông? Đàn ông. Em chỉ nghĩ đàn ông là chỉ cho người yêu mình thú cưng thôi sao? Hả? Không còn gì hết trơn hả? Đàn ông mình phải như thế nào? Trí tuệ. Đúng chưa? Dạ. Phải có cái gì nữa? Thông minh. Còn cái gì nữa? Cái cốt lõi đó là khỏe mạnh. Em nhắm, em khỏe mạnh không? Anh nhìn em xem. Là em ho hả? Em mới ho đúng không? Là em không khỏe mạnh. Winner không khỏe mạnh. Không khỏe mạnh chút nào. Em khỏe mạnh hoàn toàn. Vậy sao phải hơ hơ hoài vậy?